Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với món ngon gia đình. Trong video trước thì mình có chia sẻ với các bạn về cách làm món bánh bông lan, và ở video đó thì cũng có một số bạn có hỏi mình về cách làm kem để trang trí bánh sinh nhật. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm kem từ lòng trắng trứng siro đường. Thông thường thì các bạn có thể dùng kem tươi whipping hoặc là topping các bạn làm kem để trang trí bánh, nhưng mà cũng có một số bạn mình không mua được những cái kem như thế. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm kem rất đơn giản từ lòng trắng trứng và đường. Nguyên liệu mình chuẩn bị để làm kem siro đường lòng trắng trứng thì gồm có 300g đường trắng, 3 quả trứng gà, 1 thìa ăn cơm nước cốt chanh các bạn nhé, và 100ml nước lọc. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Trước tiên thì mình sẽ đi nấu phần siro đường. Mình sẽ cho đường vào một cái son này. Sau đó các bạn cho nước vào. Các bạn cho nước và sẽ cho luôn cái phần nước cốt chanh của mình vào đây nhé. Sau đó thì mình sẽ bắc cái nồi nước đường này lên bếp và mình sẽ canh đường thành siro. Mình sẽ cho nồi nước đường của mình lên bếp và đun ở lửa to. Khi mà mới đun thì các bạn có thể cho lửa to để mình đun cho cái phần đường của mình nó tan hết ra. Khi mà nồi nước đường của mình nó sôi và cái phần đường nó đã tan hết thì các bạn hãy hạ nhỏ lửa đi một chút. Sau khi nồi nước đường của mình nó sôi đều lên thì các bạn tiếp tục hạ nhỏ lửa. Mình để lửa liu riu và mình sẽ canh cho cái nồi nước đường này của mình khi nào nó chuyển sang màu vàng cánh gián nhé. Các bạn nhớ là mình sẽ để lửa nhỏ thôi. Bây giờ mình sẽ đi tách lấy phần lòng trắng trứng để mình đánh kem nhé. Mình sẽ tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng ra, chỉ lấy phần lòng trắng thôi. Và các bạn đừng để cho cái lòng đỏ của mình nó rớt vào lòng trắng nhé. Nếu như mà các bạn muốn trang trí nhiều thì mình có thể sử dụng thêm trứng nhé. Các bạn làm 4, 5 hay 6 quả tùy các bạn. Giờ mình sẽ sử dụng máy nướng trứng để đánh bông phần lòng trắng lên các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy bật máy và mình sẽ đánh ở tốc độ thấp thôi. Sau khi mà cái lòng trắng nó đã bung lên như này thì các bạn hãy tăng dần tốc độ của máy đánh trứng lên nhé.
Bạn đánh cho đến khi phần lòng trắng nó bông cứng lại như thế này là được. Mình úp xuống nó không có bị đổ ra. Với phần siro đường thì sau khi đường mà nó đã bắt đầu chuyển sang màu hơi cánh gián, các bạn hãy sử dụng một bát nước lạnh nhé. Mình sẽ múc một chút nước đường và sẽ dò vào bát này. Khi mà mình dùng tay mình lấy được cái phần đường của mình nó thành viên như thế này là cái siro đường mà mình nó đã được rồi đấy. Giờ các bạn hãy từ từ rót phần siro đường vào lòng trắng trứng và chúng ta tiếp tục đánh. Khi đã cho hết phần siro đường vào với lòng trắng trứng rồi, các bạn hãy tiếp tục đánh thêm khoảng 3 cho đến 4 phút nữa nhé. Các bạn có thể thấy sau khi mà mình đánh thêm khoảng 3 phút nữa thì cái phần kem của mình nó đã rất là đặc này, nó đặc và dẻo lại, mà hơn nữa cái kem của mình nó lại rất là thơm cái mùi siro đường, không hề có vị thì có mùi tanh của trứng một chút nào cả. Khi mình ăn nó cũng có cái độ ngọt vừa phải, không bị ngấy, không bị béo giống như những cái kem mà mình hay ăn ở bánh sinh nhật đâu. Và với phần siro lòng trắng trứng này thì các bạn đã có thể đem đi mình trang trí bánh sinh nhật, hoặc là mình cho lên cái phần bánh kết mình ăn cũng sẽ rất là ngon đấy. Nếu như các bạn muốn làm cái phần kem màu để trang trí bánh thì các bạn có thể cho thêm màu xanh của trà xanh này, hoặc là cái phần siro của dâu tây, tùy theo màu mà các bạn thích. Với phần kem này thì các bạn có thể cho vào ngăn mát của tủ lạnh để mình bảo quản nhé. Nếu như mà các bạn muốn làm thành cái kem màu thì các bạn có thể cho siro màu vào. Sau đó mình sẽ tiếp tục dùng cái máy đánh trứng mình đánh đều lên. Như vậy là chỉ cần với 3 lòng trắng của quả trứng gà và một chút đường thôi là mình đã có được phần kem trang trí bánh sinh nhật rồi đấy. Các bạn hãy làm theo cách của mình, đảm bảo sẽ thành công và rất tiết kiệm cho các bạn đấy. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.